Để đảm bảo tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt tiến độ và kế hoạch đề ra, tỉnh Lâm Đồng sẽ đồng loạt tổ chức nhiều điểm tiêm chủng và duy trì các điểm tiêm hoạt động hàng ngày, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trong đó, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm mũi nhắc lại lần một cho người dân từ 18 tuổi trở lên, và tiêm đủ liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và từ 12 đến 17 tuổi hoàn thành trong quý 2 năm 2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tiêm nhắc lại lần 2 theo văn bản của Bộ Y tế và các văn bản của Sở Y tế về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2, mũi 4. Đồng thời, trích xuất toàn bộ danh sách những đối tượng chưa tiêm mũi 2, mũi nhắc lại lần 1, mũi nhắc lại lần 2 theo từng địa bàn gửi chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố để chỉ đạo các xã phường thị trấn các ban ngành đoàn thể để vận động người dân đi tiêm theo lịch của ngành y tế trường hợp không đồng ý tiêm vaccine yêu cầu người dân ký cam kết chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng mắc bệnh hoặc lây truyền bệnh cho người khác